mình đó nha.
Trời anh Vĩ hả? Ủa đỉnh núi chưa? Gì? Đây trên núi rồi nè. Chờ anh Vĩ không? Quay đầu hả? Xuống trước đi, xuống trước đi. Xuống trước đi, xuống trước đi. Vui á. Ủa quay lại ha anh. Đặt coi à.
đẹp chưa kìa. Oh, view view đẹp quá. Quay lại, quay lại. Má người chùa chợ chạy lên mấy dốc khó ghê. Quay với là biến quá. Này bị mất cái chỗ nắm rồi á, không nắm đâu được hết. Rồi, cảm ơn. Okay. Được rồi, được rồi, được rồi, được. Anh tự sửa được. Đúng rồi. Nhưng ông cho cha lệnh mình thêm lên tới trên kia luôn. Quay full. Tự dưng dính cú cuối. Chán đời. Cái rộng một xíu để hẹp quá. Hả? Cái rộng một xíu để hẹp quá, nó trắng như cái rảnh chứ. Chụp cái đầu xuống đẹp quá. Rồi. Núi gì ta? Núi Ra Gia hả mọi người? Ra Giang. Ra Giang. Lên trên đó là phải đi trekking. Chứ không có đi mấy cái xe này được, mấy cái xe này nó lên tới đây thôi. Đã, quá đã. Rồi, ok, lát đi xuống núi quay tiếp, bye bye.
là đã xuống khỏi núi Prayan rồi nha các bạn ơi. Cung này theo mình đánh giá là vui, challenge nhưng mà vui, có skill và gọi là gì á, ăn bằng tốt, ga côn tốt là sẽ chạy được. Tuy nhiên là để chạy được cái này thì phải biết cách đi dốc và đi mà xuống dốc rất là kỹ, bởi vì là dốc nó lên liên tục và nó xuống liên tục, đòi hỏi là cái tay mình á, chân nè, mental nó phải mạnh, chứ không á là lên một cái là đi liền, mà kẹt ở giữa dốc á là khó lên lắm, mất trớn á. Rồi nha, giờ anh em mình chạy về Đức Trọng. Anh em sẽ gặp Vũ Nguyễn ở Đức Trọng. Vũ Nguyễn thì kỳ này gia đình có tang cho nên là không có tham gia với anh em được, nhưng mà tan xong rồi thì về gặp hết nhau ở Đức Trọng chơi một bữa. Ngày mai thì anh em chỉ có chạy về Bảo Lộc thôi, không có mình tới Bảo Lộc thì mình sẽ cho chiếc này lên bác tải của mình rồi trở về Sài Gòn, chứ ngày mai không đi off-road nữa. Ngày hôm nay đi phải đâu đó chắc tổng quãng đường tụi mình đi là khoảng 90 cây số, thì trong đó chắc phải 60-70 cây số là đi off-road xong rồi, đi off-road nguyên ngày rồi, quá mệt rồi. Chứ cũng còn chạy được. Cái mục tiêu của team Binduro là chạy Rimarest 200 cây số đường off-road, ngày rất là hạt kho luôn ha mọi người. Thì cái khung này nó cũng chỉ là ấy thôi chứ, cũng chỉ là có 60-70 km off road thôi. Tuy nhiên là bên kia thì cái chạy bên đó, cái khung đường đó nó dành cho mấy xe lớn nữa, nên là nó không có hạt kho như cái khung này. Khung này theo mình thấy là khá hạt kho đó. Anh em đi nên trang bị rất là tốt về kỹ thuật và kiến thức, và có một team tốt nữa. Thì nhiều khi á, cái mình mệt đó không phải là do mình chạy mình mệt đâu, mà là do cú nhiều quá, cú các anh em mà không có nắm vững cái skill chạy nhiều quá đó. Mà cái cú riết mấy lần, mấy chục lần là nó kinh khủng lắm, nó mệt mỏi lắm ha. Ra đi cố gắng trang bị kỹ năng tốt nha các bạn. Lát tới hôm nay mình quay vui hôm nay anh em ngồi chơi nhau cho mọi người xem tiếp xíu nữa là xong, coi như là hết video đó. Đây quốc lộ 20 rồi ha. Rồi đeo kiếm vô bay nha, hẹn gặp lại. Ủa ai trả tiền? Nghĩ trả rồi. Ok ok. Giờ anh em tôi gồm có Ân Lê, Đạt và anh Dĩ ha, vừa mới rửa xe xong, hiện tại đang ở Liên Hương ha mọi người. Thì anh em tôi giờ vô nhận phòng rồi lấy tắm rửa rồi đi ăn ha. Một ngày quá đã luôn.